Đây là cái hồ cá bảy màu, nó đã bắt đầu chặt rồi. Và trong hồ này cũng có để những cái nhiên liệu để mà cho các con nó trốn khi mà nó mới được sinh ra. Cho đến khi nó lớn một chút, cá mẹ không ăn được thì mới được bảo tồn. Cá bảy màu cũng như những loại cá khác là nó đẻ, sau khi đẻ ra nó sẽ ăn trứng hoặc ăn con. Con mới đẻ ra mình phải bảo vệ. Đây là hai cái hồ đã được chuẩn bị để mà sang mấy con cá bự ra đặng mà cho nó sinh con. Và trong cái hồ này cũng để những cái nhiên liệu mà cho cá con nó trốn. Những cái nhiên liệu này là làm bằng từ cái bùi nhùi này mà ta mua về để mà lúc tắm ta chà vào cơ thể thì gỡ nó ra, nó sẽ trở thành những cái miếng mỏng như thế này và ta bỏ vào trong cái hồ. Khi mà cá mẹ đẻ cá con ra, cá bảy màu thì nó đẻ ra cá con. Khi mà cá bảy màu đẻ cá con ra thì cá con nó chung vào trong này nó trốn thì cá không ăn nó được. Cho đến khi nó lớn hơn một chút thì cá mẹ không ăn nó nữa. Lúc đó là nó được an toàn. Nhà thủy thì nuôi cá bảy màu để mà làm thức ăn cho những con cá lớn mình muốn nuôi. Cá bảy màu nó sinh sản rất là nhanh, cho nên nhà thủy nuôi cá bảy màu để làm thức ăn cho những con cá lớn hơn mà không phải tốn tiền mua thức ăn.